Trạng Quỳnh, Bản Màu Giới Hạn, tập 22, Văn Võ Tranh Hùng. Hít, hu hu hu, hít hít. Ai khóc kiểu gì kỳ? Hả, mắm? Hu hu, hít, hu hu, hít. Khóc đàng hoàng chút coi, khóc mà giỡn hả? Mà chuyện gì vậy, nói nghe. Ông Lý đuổi tớ đi bơ vơ rồi, hít. Sao vậy? Làm chết hai con vịt. Chết có hai con vịt mà nỡ đuổi người ta đi, quý mạng vịt hơn mạng người. Ta bẻ cổ hết đàn vịt cho hả giận. Vô duyên. Vô duyên là sao? Có ngon thì bẻ cổ ông Lý, mấy con vịt có tội gì mà bẻ cổ chúng. Cổ ông Lý cứng lắm, không bẻ được. Chỉ giỏi ăn hiếp vịt. Hừ. Quỳnh sẽ bẻ cổ ông Lý. Cổ đây, bẻ đi. Chào ông Lý, he he. Không bẻ cổ tao, tao bẻ cổ mày à. Con nào dám mà? Lúc nãy tao nghe mà. Dạ con nói là bẻ cổ ông Lý, Lý Quảng ạ. Lý Quảng nào? Lý Quảng trong truyện Hoa Mộc Lan ạ. Vậy là không phải Lý này. Dạ không ạ. Tưởng mày đòi bẻ cổ tao, chết đấy con ạ. Anh Hùng Rơm chỉ giỏi múa mồm. Vĩnh biệt anh Hùng Rơm. Mắm định đi đâu? Chần bước thì cứ đi, chưa biết đi đâu. Hay là tạm thời mắm về nhà tớ, sợ cậu Quỳnh lắm. Không sao đâu, cậu Quỳnh hiền khô à, thường còn nít lắm. Thường còn nít, sao cậu ăn đòn liên miên vậy? Tại tớ quậy, mắm không quậy, cậu thương lắm đó. Đi, theo tớ, bảo đảm cho. Đợi tớ một chút, xíu 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 thôi. Mợ ơi, chuyện gì nữa đây? Hôm nay mợ xin quá chừng. Tính giở trò gì mà nịnh mợ vậy? Không có giở trò, còn khen thật mà. Mợ xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp. Giá mà mợ có đứa con gái, chắc chắn cũng xinh như mợ. Thì mợ cũng ước như thế, nhưng không được. Nếu có đứa con gái xinh ơi là xinh, chịu làm con nuôi của mợ, mợ chịu không? Đứa nào khùng mới chịu về đây làm con, đói chết luôn. Có một đứa khùng, mợ chịu là có liền. Đứa nào? Mắm, con mắm xin làm con nuôi mợ. Mắm vào chầu. Trời, thì ra nãy giờ mày nịnh mợ về chuyện này. Mợ ơi, mắm là người cô đơn, không nơi nương tựa, mợ thương mắm đi. Chuyện thế nào kể mợ nghe. Hít, hít. Nó mắc khóc, con kể thay. Tạm thời con cứ ở đây, mợ sẽ hỏi ý cậu. Khỏi cần hỏi, cứ cho nó ở. Thấy chưa, Quỳnh đã nói cậu thương con nít lắm mà. Con mắm sẽ ngủ giường thằng Quỳnh. Ơ, con ngủ ở đâu? Chuồng gà. Hả, tự dưng ra chuồng gà ngủ? Thương người phải thương cho trót. Con đồng ý, nhưng không bảo đảm về những quả trứng gà đẻ đâu ạ. Yên tâm, gà mái tao nhốt riêng chỗ khác, không ăn được đâu. Có con mắm khỏe thật, khỏi phải quét sân rửa chén. Quỳnh, chẻ củi. Ờ. Mọi khi con đâu có chẻ củi. Quét sân rửa chén, con mắm lo hết, con phải chẻ củi chứ. Hừ, biết thế ta dành quét sân đỡ mệt hơn. Thằng Quỳnh đâu? Có con. Theo tao vào phố. Ha ha, khỏi chẻ củi. Mời cậu uống trà, con mới nấu. Muốn đi theo phải không? Thì cậu hay quá, chuyện gì cũng đoán ra. Cho đi. Thương cậu ghê. Nên kiểu con gái thấy ghét. Hai đứa đi phố chơi, ta vào thành, chiều gặp ở đây. Ôi chào, ở đây vui quá. Ôi chào, ở đây ngon quá. Cho một tô cháo lòng, hai cái thìa. Không bán kiểu đó,
mỗi tô một thìa thôi. Sao mua có một tô vậy? Có một xu sao mua được hai tô? Nhớ chừa tớ một nửa. Mầm, cháu ngon tuyệt. Hà, hết trơn. Lỡ mồm ăn hết, xin lỗi. He he, không sao, mắm ăn hết thì thôi. Hừ, tức cạnh hồng, mất tiền nhịn đói mà phải cười he he. Hình như có đám quýnh nhau, tới xem. Ngon lên đây. Ngon xuống đây. Ngon lên đây. Ngon xuống đây. Làm gì mà hai ổng cứ ngon lên với ngon xuống thưa bác? Hoàng Văn Hoàng Võ tranh hùng. Hoàng Văn các ông giỏi cái mồm. Hoàng Võ các ông là đồ hữu giọng vô mưu. Vậy chứ có giặc ai đánh hả? Hoàng Võ. Thế thì công ai lớn? Hoàng Văn. Úi trời, Hoàng Võ đánh mà Hoàng Văn có công. Chứ sao, Hoàng Văn làm tham mưu mà. Khỏi cãi, xuống đây xem ai ngon. Lên đây biết ai dở. Đi đâu? Giúp hai ổng tiếp cận nhau. Mời ngài. Giỏi, cảm ơn. Thằng nhỏ trời đánh, mắc mớ gì mày? Ha ha, chết ông rồi. Ui, ui. Tập, thì Hoàng Văn không biết võ, cắn đỡ vậy. Bẻ răng cho hết cắn. Ai, ai. Bịch. Ha ha, đối thủ rời đài, chiến thắng. Ngon xuống đây quýnh tiếp. Xuống thì xuống. Ơ, cái thằng đâu, nhỏ? Trả rồi ạ. Mang ra đây cho tao xuống. Họ không cho mượn nữa ạ. Hừ, giỏi thì phi thân xuống đi, ta về đây. Cháu cũng về ạ. Thằng khỉ, mang cái thang cho tao. Sao trời ác quá vậy? Cậy có võ hiếp yếu, không ưa, cho ngồi trên đó tới già luôn. Cậu ơi, sao hai ông quan ấy lại tranh công nhau thế ạ? Toàn là những kẻ tự phụ cả. Thời loạn, các quan võ lập được chiến công, tự cho mình là quan trọng. Họ xem thường mấy ông quan văn. Còn mấy ông quan văn thì cậy thế thần cận chức, xem thường quan võ. Bởi thế nên mấy ổng kình nhau luôn. Các ông ấy tự cao, quên mất một điều: văn võ đều có công bảo vệ nước nhà. Nhưng theo con, võ quan trọng hơn, không có võ sao đánh giặc được. Không đúng, cái đầu quan trọng lắm. Cậu nói đúng đấy, ông Nguyễn Trãi có giỏi võ đâu mà công lao to như núi ấy. Giỏi còn mắm thông minh hơn thằng Quỳnh. Học lốm cũng làm le. Học lốm mà nhớ còn hơn học thật mà quên. Hừ, cậu bên con gái không à? Con trai lị lắm, không ưa. Tao đi ngủ đây, cho hai đứa cãi nhau đến sáng. Mấy ông thích choáng nhau. Mình sẽ cho họ choáng nhau một trận ra trò, sau này sẽ hết choáng. Dinh Hoàng đứng đầu các quan văn. Chà, ông Quỳnh đến, chắc có biến. Tôi chứ nào phải thiên binh đâu mà có biến. Rảnh rỗi ghé thăm ông, nếu ông ngại thì xin kiếu. Ồ không, rất vui khi ông đến chơi, mời. Làm gì ông run dữ vậy? Lạnh, trời lạnh quá. Đừng có run, tôi đến chơi thật mà, không có biến đâu mà run. Thấy ông ớn quá, run chút cho đỡ sợ. Mang trà, trâu. Chà, ông có mấy bức tranh đẹp quá. Ông thích bức nào cứ lấy. Làm gì sợ mình giữ thế nhỉ? Tôi muốn lấy tất cả được không? Được, được. Tặng quà mà toát mồ hôi mặt mày xanh lè thế kia. Thôi, không nhận đâu. Không lấy à? Hú vía. Hoàng Đô Đốc có cho tôi một bức tranh rất độc đáo. Tranh gì thế? Lão võ biện ấy làm gì biết thưởng thức tranh? Bức tranh ấy do chính ông ta vẽ. Lão ấy mà biết vẽ sao?
vẻ đẹp là đằng khác. Ông ấy vẽ gì thế? Không dám nói đâu, đụng chạm tới ông, sợ lắm. Ông cứ nói, tôi không nghĩ gì đâu. Ông ấy vẽ một ông quan, mặt mũi có râu ria đầy đủ, nhưng phần dưới lại mặc váy. Bức tranh thật độc đáo, tôi thích lắm. Hừ, ông ấy ám chỉ một quan thị. Đó là ý của hoàng đô đốc, tôi không biết. Hừ, ta sẽ cho lão võ biệt ấy biết tay, dám chọc ta. Ấy, ông nổi giận rồi, xin lỗi, tôi về đây. Đồ võ biện thô lỗ. Hà, quan văn đổ quạo rồi, giờ tới quan võ. Dình hoàng đô đốc. Có biến, có biến. Chuyện gì, giang quân? Thích khách đông không? Có một người thôi ạ. Có một tên mà hoảng vậy à? Bấm, một người này còn nguy hiểm hơn một đạo quân ạ. Ai, ta không ngán. Ông Quỳnh ạ. Chết rồi, ông đến là có biến. Hoàng mới nói không ngán mà. Có hoàng đồ đốc ở nhà không? Hoàng bảo nói là không có ạ. Cái thằng đần, cực kỳ đần. Vào nói với hoàng rằng ta về rồi. Bẩm hoàng, ông Quỳnh nói là ông ấy về rồi. Vậy chứ ai kia? Ông nói về rồi mà. Thì cũng như ngài đô đốc nói, không có ở nhà vậy mà. Ta nói ta không có ở nhà hồi nào. Hoàng mới nói đây mà hoàng quen rồi sao ạ? Biến đi cho tao nhờ. Binh. Hề, ông Quỳnh đến chơi hay có? Đến chơi chẳng có gì đâu. Ông làm gì mà ruồng lập cập thế? Sợ ông ra cầu đói. Làm gì phải sợ? Tôi ra cầu đói, ông chém một phát đứt đầu tôi là xong. Tôi chả dám ra cầu đói với ông đâu. Tôi đến tán gẫu thôi. Tán gẫu thì tôi không ngán, miễn đừng nói chuyện văn chương là được. Không bàn chuyện văn chương, nhưng kể chuyện có văn chương được không? Dễ hiểu một chút thì được. Số là tôi có ghé qua dinh ngài quan đứng đầu các quan văn. Vừa vào cửa tôi thấy một cầu đói to tướng treo trước cửa. Cầu đói hóc búa quá, tôi không đói nổi. Ông mà chịu thua à? Thì lâu lâu cũng phải thua một lần cho vui chứ, thắng mãi cũng chán. Dốc kinh hồn. Cậu ấy thế nào mà ông thua? Thế này, vũ ỷ mạnh, vũ ra vũ múa, vũ bị mưa, vũ bèn xoắn lông. Là không hiểu. Chữ vũ có nghĩa là mạnh, nhưng theo tôi, chữ vũ ở đây ám chỉ các quan võ. À, người ta nói vũ lực cũng như võ lực. Đúng, quan võ cũng hay chữ đấy. Vậy là họ nói quan võ chúng tôi ỷ mạnh, ra oai, nhưng gặp mưa thì xoắn lông lại như gà mắc nước. Không sai, quan võ cũng hay chữ đấy. Chà chả, thế thì chết với ông. Ấy, nói chơi mà ngài nổi giận rồi. Thôi, tôi xin kiếu. Ừ, ông về đi, tôi có chuyện phải giải quyết. Quân, theo ta. Đội quân túc vệ của ngài đô đốc hùng hổ kéo đi, bao vây nhà lão quan thị. Chết rồi quan ơi, quan đô đốc kéo quân tới. Tốt, ta cũng đang muốn sàng hỏi tội lão đây. Lão dám chọc các quan thị, trong đó có ta. Quân, ứng chiến. Quan cầm cái gì đi đánh nhau vậy? Không biết cái gì à? Dạ cây bút ạ. Ta là quan văn, không biết dùng gươm, ta dùng bút. Dùng bút vẽ râu trên mặt lão ấy sao ạ? Hỏi mãi nhức đầu. Lão quan thị đâu? Ra đây. Có ta. Hôm nay tôi sẽ cắt bộ râu của ông. Bữa nay tôi sẽ vẽ thêm 3 bộ râu cho ông. Vũ khí gì lạ thế? Chưa hề thấy. Cây bút thần ấy mà, chấm vào đứa nào đứa nó bay mất tiêu.
Thế thì chết đồ đốc của mình rồi. Tấn công! Ta bảo tấn công, sao cứ ị ra đó? Tụi nó quen quá không nỡ đánh. Mày đánh tao, tao đòi lại 3 đồng tiền nữa. Anh mà đánh em mách mẹ cho xem. Đồ đốc ơi, khó xử quá. Quan lớn ơi, hàng xóm không à? Vậy thì tôi đánh với ông. Xin mời. Chỉ cần ông đỡ được đường gươm này, tôi chịu thua. Dạ, khoan. Chỉ cần ông đói được một câu đói, tôi sẽ chịu thua. Ta làm sao đói được? Vậy chứ tôi làm sao đỡ được gươm của ông? Xin hai ngài giải quyết ân oán cho nhanh, đói lắm rồi ạ. Có chúa đến. Cớ gì hai ông đánh nhau? Lăng mạ quan võ, sỉ nhục quan văn. Chuyện thế nào từng ông nói ta nghe? Tâu thần nghe ông Quỳnh nói. Thế ạ? Tâu ông Quỳnh nói thần nghe. Thế ạ? Ông có vẽ tranh quan thị không? Tâu không ạ. Ông có viết câu đối trèo quan võ không? Tâu không ạ. Ha ha, cả hai ông đều bắt mưa ông Quỳnh cả rồi. Nhẹ dạ quá. Ông Quỳnh nói như thật ấy, ai mà không tin. Huề nhé. Huề thì huề, nhà ai nấy về, ta cũng về. Tôi với ông đi tìm ông Quỳnh hỏi tội. Đi, quan võ đi trước đi. Sao đứng lại vậy? Ớn quá. Quan võ mà sợ ông Quỳnh à? Không sợ ổng, sợ cái miệng ổng. Không biết gặp ổng lại có sự cố nào mới không? Thôi, tránh vội chẳng hổ mặt nào. Tôi về đây. Quan võ thối bình, quan văn đành bắt trước. Hai ông bị đau gan à? Tao không có ạ. Không đau gan, sao bụng hai ông to thế kia? Cứ ấm ức cái vụ ông Quỳnh to cái bụng. Ta bày hai ông một cách. Tao cách gì ạ? Quên chuyện ấy đi, cho xẹp cái bụng. Tưởng cách gì hay. Nghe nói ở chợ có gánh bán thuốc dạo, có biểu diễn võ thuật hay lắm. Tới xem đi. Nhớ mang theo vài củ khoai, hết tiền rồi. Mắm còn nè. Trời, có tiền mà giấu. Đã thế còn nhẫn tâm ăn hết tô cháo. Phải bao lại tớ tô khác. Bao thì bao, tiếc chi. Vẫn tình có ai đâu. Có ta đây. Hình như là ông chủ bán thuốc. Hít, chính hẳn không sai. Sao ông chủ méo máu vậy? Không bán được thuốc, chiều nay đói cả nhà. Bộ thuốc dở không ai mua chắc. Bảo đảm thuốc hay mà, chữa bệnh gì cũng khỏi. Mở ra bán là đắt khách. Chỉ tại hai đứa phụ việc bỏ đi nên không thể đánh võ cho người ta xem. Không xem võ người ta không mua. Cháu sẽ đánh võ cho ông bán. Chắc không đó. 18 năm luyện nội công, gặp ông thần phét. Cậu ấy có tật nói khoác, chứ thật ra cậu ấy có võ đấy ông ạ. Không tin, ông cứ bày thuốc ra bán sẽ rõ. Để cháu bày thuốc ra cho. Mãi vô cô bác, các chú ơi. Rau hay nhỉ. Chúng tôi bán thuốc gia truyền, có từ đời vua Hùng thứ 18. Cha mẹ ơi, lúc đó ông cố ông sơ dòng họ tao cũng chưa có. Quảng cáo mà, càng dốc càng hay. Thuốc dán gia truyền, hiệu con bị bịp, bấm phụ họa. Thuốc dán con bị bịp. Quý vị đau cái đầu. Dán cái bụng, hết đau đầu. Dán cái bụng, hết đau đầu. Đau cái lưng, dán còn mắt, hết đau lưng. Đau cái lưng, dán còn mắt, hết thấy. Bà tướng nói bậy.
kính thưa bà con cô bác, tiếp theo là phần trình diễn võ thuật. Trước hết là màn phóng dao. Nhóc, dựa lưng vào đây. Dựa thì đỡ mỏi lưng. Đứng yên, không động đậy. Wow, ông làm gì thế? Không động đậy. Wow, tập. Mũi thứ hai. Wow, mắm ơi, vút. Thằng nhỏ hay quá, quỉnh mà. Trước khi diễn màn võ tòng đã hổ, mời bà con mua thuốc. Bán 2 gói, bán 5 gói. Thích thằng nhỏ, chúng tôi mua nhiều cho đấy. Bộn bạc nhóc ơi, cảm ơn mày. Màn võ tòng đã hổ bắt đầu. Võ tòng có mặt. Da, da. Hổ đâu, ra đây cho ta đập. Hổ đây. Qua. Hổ đã võ tòng đây. Mắm cứu tớ. Võ tòng tổ vị thượng sách. Ái ái. Võ ba xạo bịp. Chạy lại đi cháu, họ nổi giận rồi. Có võ mà sợ con chó. Thoát rồi. Làm sao bây giờ thưa ông? Không có gì, vụ này ông bị cá ngàn lần, xin nghề tứ nghiệp mà. Lát nữa trở lại gom đồ, mày đi chỗ khác. Quan trọng là chiều nay có tiền mua gạo. Mày mà có thằng nhỏ. Ủa, con nhỏ đâu rồi? Quỳnh ơi, cậu ở đâu? Quỳnh ơi, Quỳnh đây. Kinh quá, vô cùng thê thảm thiết. Võ tòng bị hổ đá. Phen này phải nói thầy Lưu dạy đá cẩu quyền. Có tinh thần nghĩa hiệp, biết giúp người là tốt. Nhưng phải biết phân biệt người tốt, người xấu để giúp. Không giúp tên ăn trộm trốn thoát, cũng như không giúp ông bán thuốc kia lừa gạt người ta, bán thuốc tầm bậy. Thấy ổng méo máu tội quá. Dù sao thì tao cũng khen mày có lòng nghĩa hiệp đấy. Quỉnh mà. Còn mắm đi mua cho nó tô cháo. Ha, à, có liên tử xe vặt rồi. Cốc cốc. Ông làm gì ở đây? Tôi vào Nam ngay bây giờ, thuyền đang đợi. Quỉnh, đi theo thầy. Đi đâu ạ? Bảo đi thì cứ đi, đừng thắc mắc. Nhanh chân lên nhóc. À biết rồi, thầy dẫn ta vào Nam. Mình không thể xa cậu xa mợ, còn mắm sẽ khóc sưng mắt luôn. Thương cậu mợ lắm, không đi. Thầy ơi, đau bụng quá. Vào bụi rậm kia giải quyết, ta đợi. Làm gì lâu thế nhóc? Thằng khỉ chạy mất tiêu rồi. Một đứa bé có nghĩa, không bỏ người có công nuôi dưỡng. Hít, thằng nhỏ đi không một lời từ biệt. Tính nó hảo ăn, không mang gì theo, nó đói chết. Khéo lo, Quỳnh ơi, đi đâu rồi? Mợ khóc thêm mày nữa, chán chết. Mấy người tưởng cho nó đi, tôi không buồn hả? Quỳnh cũng buồn nữa. Ủa, tiếng của nó. Con đây, thì... Sao mày không đi? Nhớ cậu, nhớ mợ, con không đi. Ừ, ở nhà với mợ đi con. Hừ, không nhớ mắm mà.